Gia đình cô gái này vô cùng giàu có nhưng cô lại thích dây dưa với người đàn ông đã có gia đình. Anh trai CEO biết được chuyện này lập tức giáo huấn cô một trận xối xả. Anh không thể chấp nhận em gái mình yêu một người đàn ông đã có gia đình, tuyên bố sẽ nhốt cô ấy ở nhà, nhưng cô gái được nuông chiều từ nhỏ không thèm nghe lời anh. Cô trực tiếp quay người rời khỏi công ty để ra ngoài hít thở không khí, nào ngờ suýt chút nữa bị xe tông. May mà lúc này, chàng trai nghèo tên Aza đã kéo cô lại kịp thời, cô mới giữ lại được cái mạng. Phát hiện Aza rất đẹp trai, Bezak liền không muốn dây dưa với người đàn ông có gia đình kia nữa. Cô quyết tâm phải có được Aza bằng mọi giá. Hôm sau, cô đã tặng cho anh ấy một món quà trị giá hàng triệu đô. Em gái và em trai của Aza đều rất thích món đồ này, nhưng Aza nhất quyết không nhận. Anh bảo em trai gửi lại món quà này cho cô ấy. Em trai không nỡ làm vậy nên đã âm thầm giữ nó lại rồi viết thiệp cảm ơn Bezak với thân phận là Ara. Bezak còn tưởng Aza cũng có ý với mình. Cô vui mừng hớn hở mà không hề biết rằng Aza sớm đã thích cô gái khác. Cô gái tên Fizu này và Aza là bạn cùng đại học, hai người đều học khoa kiến trúc. Tình cờ trong một lần gặp mặt, Aza đã trúng tiếng sét ái tình khi nhìn thấy Fizu xinh đẹp như tiên nữ. Để theo đuổi Fizu, anh đã tặng cà phê và giúp cô ấy giải vây trong lớp học. Nhìn thấy bạn học nam lấy lòng Fizu, anh lập tức tỏ tình với cô ấy. Nếu như em cũng thích anh thì đừng buông tay anh sẽ dùng cả đời này để yêu em. Fizu đồng ý lời tỏ tình của Aza, như vậy hai người đã trở thành một đôi, mỗi cuối tuần hai người đều ra ngoài hẹn hò. Khi Bezak lại đến tìm Aza, Aza nói cho cô ấy biết mình đã có người yêu. Bezak đố kỵ lập tức về nhà bảo anh trai CEO giúp mình có được Aza. Anh trai Bezak là người rất chiều em, để dỗ em gái vui anh lập tức tới đe dọa Aza. Chỉ cần cậu yêu em gái tôi sẽ cho cậu tất cả những gì cậu muốn. Aza không phải là nô lệ của tiền bạc, anh kiên quyết muốn được ở bên người mình yêu. Cho dù anh trai Bezak có nói gì đi nữa anh cũng không chấp nhận Bezak. Đối với anh Fizu rất quan trọng, cô ấy không chỉ là bạn gái của anh mà còn là người khiến anh không sợ độ cao nữa. Aza có một người bố gia trưởng, hồi nhỏ anh từng bị bố dọa thả từ sân thượng xuống, chuyện này đã trở thành bóng tối trong tâm lý anh khiến anh không dám đặt chân lên những nơi cao. Sau khi biết được chuyện này, Fizu đã nắm tay anh đưa anh đi trải nghiệm thú vui ngắm nhìn toàn thành phố từ trên cao. Dưới sự giúp đỡ của Fizu, cuối cùng anh đã dám đứng ở vị trí cao. Yêu đương chưa được bao lâu hai người đã hợp lại là một. Sau một đêm ân ái, Ara hứa với Fizu sau khi tốt nghiệp anh nhất định sẽ cưới em khiến Fizu vui đến mức mất ngủ. Háo hức chờ đợi đến ngày tốt nghiệp, nào ngờ còn chưa đến ngày tốt nghiệp thì Aza đột nhiên biến mất, anh không đến trường đi học, nhà cửa cũng trống rỗng. Thì ra tối qua nhà Aza đã xảy ra chuyện lớn, ông bố Vũ Phu đã đến nhà tìm mẹ con họ, người mẹ đã ra tay oánh chất chồng để bảo vệ các con. Aza sợ mẹ sẽ phải ngồi tù nên muốn tự mình nhận lấy trách nhiệm này, nhưng mẹ đã lấy ra cái chất ra ép anh ấy từ bỏ suy nghĩ này. Để gia đình một nhà có thể yên ổn sống tiếp, anh chỉ đành tới nhờ cậy anh trai Bezak. Fizu không hề biết gì về chuyện này, vẫn ngây thơ đợi anh ấy về. Không biết đã qua bao lâu, cô mới có thể bước ra khỏi bóng tối của tình yêu, cho rằng cả đời này sẽ không thể gặp lại Aza nữa, nào ngờ 2 năm sau Aza bất ngờ xuất hiện trước mặt cô. Vì để được kết hôn với Aza, Bezak đã trèo lên sân thượng uy hiếp anh trai bắt buộc phải nhanh chóng cho mình kết hôn với anh, nếu không thì mình sẽ nhảy xuống dưới. 2 năm qua Aza đã sang nước ngoài để trốn tránh cô, bây giờ anh ấy đã về nước, Bezak không thể chờ đợi thêm được nữa, cô nóng lòng muốn gả cho Aza. Đối diện với yêu cầu của cô ấy, người anh trai không thể từ chối, anh hứa với Bezak nhất định sẽ để Aza ở bên cô ấy mãi mãi. Nghe được lời hứa của anh trai, Bezak mới chịu trèo xuống, Ethan vội vàng ôm chặt lấy em gái. Lúc này anh chợt nhớ lại hồi nhỏ, vào ngày bố qua đời, hôm đó bố vì cãi nhau với anh mới xảy ra tai nạn, bố qua đời ngay tại chỗ, chỉ có hai anh em họ được sống. Từ đó về sau anh quyết tâm chăm sóc và bù đắp cho em gái cả đời, cho em gái tất cả những gì nó muốn dù cho anh biết Aza không hề yêu em gái mình. Ara vừa về nước đã đi tìm tình đầu Fizu. Fizu vẫn còn giận anh vì trước đó anh không từ mà biệt. Aza biết rõ mình và Fizu không thể ở bên nhau. Anh cầu xin Fizu tha thứ cho mình nhưng Fizu không đồng ý. Kẻ phản bội tình cảm chân thành không xứng đáng nhận được sự tha thứ. Fizu không biết lúc đầu anh đã phải trải qua những gì. Hai người đường ai nấy đi. Lúc này cả hai vẫn chưa biết thảm họa sắp tới sẽ mang họ trở lại với nhau. Gần đây bố Fizu tất bật giải quyết các mối nguy hiểm về an toàn trên công trường. Ông nhờ con gái viết giúp mình một bức thư kiến nghị về vấn đề an toàn, sau đó đến công ty đưa thư kiến nghị này cho Ethan. Nhưng đáng tiếc là anh ấy mải lo dỗ em gái muốn nhảy lầu nên đã quên đọc thư. Vì vấn đề an toàn chưa được coi trọng nên ngay tối hôm đó công trường đã xảy ra sự cố. Chiếc thang máy chở rất nhiều công nhân bất ngờ bị hỏng rơi từ trên cao xuống. Bố Fizu và những người khác đều bị thương nặng sau cú rơi này. Chứng kiến cảnh tượng bi thảm ở hiện trường, Ara vô cùng phẫn nộ. Anh chất vấn Ethan tại sao không xử lý các vấn đề an toàn lao động này. Ethan nói mạng của mấy người công nhân không quan trọng bằng cảm xúc của em gái mình. Nếu như không phải tại Aza không ở bên em gái mình thì Bezak cũng không làm loạn đòi nhảy lầu. Con bé cho rằng cậu yêu nó muốn tư tôi không thể để nó làm như vậy được. Cả ngày nay chủ tịch ở bên em gái để dỗ cô ấy vui. Anh định ngày mai sẽ xử lý vấn đề an toàn, nào ngờ tối nay công trường đã xảy ra chuyện. Aza bị nói cho cứng họng, anh cũng vì gia đình mà bỏ rơi người mình yêu thì làm gì có tư cách chỉ trích Ethan vì người nhà từ bỏ tính mạng của người khác. Bi kịch này là sự cố ngoài ý muốn và cũng do nhiều yếu tố khác tạo thành. Dường như tất cả công nhân tại hiện trường đều mất, chỉ có bố của Fizu nhặt lại được mạng sống.
Phi Du biết công trường có vấn đề an toàn lao động, cô định cùng người nhà và các gia đình bị hại kiện công ty, nhưng tất cả các gia đình kia đều đã nhận tiền bồi thường của công ty nên họ không muốn đứng ra làm chứng. Anh trai Phi Du muốn độc chiếm tiền bồi thường liền bỏ nhà ra đi ngay trong đêm, khiến Phi Du vô cùng phẫn nộ. Cô muốn đợi bố tỉnh lại để biết được sự thật, nào ngờ công ty đã đi trước một bước kiện bố cô, họ đổ hết mọi trách nhiệm lên người ông ấy. Ethan nói sau khi anh biết có vấn đề trong việc an toàn đã cử người tới hiện trường kiểm tra, anh chỉ trích bố Phi Du không coi trọng tính mạng con người, rõ ràng biết thằng máy lỗi còn cố ý cho người vào đó. Aza đại diện công ty ra tòa làm chứng, anh nói mình từng tới công trường kiểm tra các mối nguy hiểm trong an toàn lao động, sự cố này không có liên quan gì tới công ty, tất cả đều là trách nhiệm của bố Phi Du. Bây giờ tất cả bằng chứng đều chỉ về phía bố Phi Du, ông vừa ra viện liền bị cảnh sát bắt về đồn, Phi Du không hiểu tại sao người bị hại lại bị đối xử như vậy, nhìn thấy bố bị bắt vào tù, cô quyết định dùng cách của mình để điều tra ra sự thật. Hôm sau Phi Du cố ý va vào người anh trai Bê Rắc, thành công thu hút sự chú ý của anh ấy. Ethan muốn mời cô ở lại uống với mình một ly nhưng Phi Du hoàn toàn không cho anh ấy cơ hội này. Thấy cô lạnh lùng rời đi, Ethan vội vàng đuổi theo nhưng khi ra đến nơi đã không bóng dáng cô đâu nữa. Hôm sau Phi Du đến công ty anh ấy phỏng vấn, cô cố ý tạo ra cuộc gặp mặt tình cờ với Ethan, sau đó chất vấn anh ấy tại sao lại theo dõi mình. Ethan lúc này đã đổ gục trước Phi Du vì anh chưa bao giờ nhìn thấy cô gái nào đặc biệt như vậy. Để điều tra thân phận của Phi Du, anh lập tức gọi điện yêu cầu thư ký điều tra cô gái này. Biết cô ấy đến đây để phỏng vấn, anh liền bảo thư ký tuyển cô ấy vào làm. Ethan không hề biết rằng cô gái này thực ra còn chưa học hết đại học, danh tính và hồ sơ lý lịch cô dùng để phỏng vấn đều là giả. Mục đích Phi Du tiếp cận Ethan là để rửa oan cho bố mình. Cô muốn tìm ra bằng chứng chứng minh bố vô tội ở công ty Ethan, nhưng điều cô không ngờ tới là người bạn trai mất tích 2 năm cũng làm việc ở công ty này. Ara và Bezak có rất nhiều cử chỉ thân mật với nhau, họ thậm chí còn hôn đối phương trước mặt Phi Du. Phi Du vừa sốc vừa giận, cô đi đến chỗ Aza giả vừa làm quen với anh ấy. Aza còn tưởng Phi Du đến đây vì mình, anh lo Phi Du sẽ nói ra chuyện trước đây hai người từng yêu nhau liền bảo Ethan sa thải cô ấy, nhưng Ethan đang hứng thú với Phi Du sao có thể sa thải cô ấy như vậy. Thấy Ethan kiên quyết muốn giữ Phi Du lại, anh chỉ đành nghĩ cách thuyết phục Phi Du cùng mình rời đi. Trên đường về anh thương lượng chuyện này với cô ấy, Phi Du mỉa mai 2 năm nay anh mất tích em còn tưởng anh đã mất rồi vậy mà bây giờ anh lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn sắp trở thành em rể của Ethan, thậm chí vì muốn em không làm phiền cuộc sống của anh còn bảo Ethan đuổi em ra khỏi công ty là sao? Phi Du phẫn nộ mắng cho anh ấy một trận, cô nói với Aza mình vào công ty này không phải vì anh ấy nên anh đừng tự mình đa tình nữa. Aza không biết công nhân bị đổ oan là bố của Phi Du nên anh một mực cho rằng cô ấy đến đây để phá hoại cuộc sống của mình. Anh không muốn nhắc lại chuyện cũ của chúng ta. Anh sợ đám cưới của anh và Bezak bị hủy bỏ nên mới ra sức che giấu quá khứ với em đúng không? Anh là một thằng khốn ích kỷ không có tính người. Đối diện với những lời chỉ trích của Fizu, Ara chỉ biết im lặng. Anh không thể nói cho cô ấy biết nguyên nhân mình đột nhiên mất tích, do khi đó mẹ anh đã sát hại bố anh. Vì để mẹ không phải ngồi tù, anh đã gọi điện nhờ Ethan giúp đỡ. Điều kiện của Ethan là anh phải ở bên Bezak. Aza không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ đành từ bỏ đoạn tình cảm với Fizu. Chỉ có như vậy gia đình anh mới được an toàn. Chuyện này chỉ có Ethan và hai mẹ con Ara biết, anh không dám nói với Fizu. Hơn nữa bây giờ hai người cũng hết cơ hội rồi. Anh lo Fizu tới công ty làm việc sẽ nói chuyện quá khứ cho hai anh em Bezak biết vậy nên anh bắt đầu nghĩ cách đuổi cô ấy ra khỏi công ty. Trước hết anh điều tra lý lịch của Fizu, phát hiện cô ấy dùng họ giả. Lúc này trong lòng anh nảy sinh nghi ngờ, anh đến tìm Fizu chất vấn cô ấy chuyện này là như thế nào. Nhớ lại những lời Bezak nói với mình, cô ấy và Aza đã yêu nhau 3 năm, Fizu không dám tin. 2 năm trước Aza mới mất tích vậy mà họ đã ở bên nhau 3 năm, điều này cho thấy khi cô và Aza ở bên nhau anh ấy đã quen Bezak rồi. Phi Du cảm thấy mình quá ngốc nghếch khi để bản thân bị cắm sừng, để cắt đứt quan hệ với Azako đã nói với anh ấy mình đã kết hôn. Ara vô cùng đau lòng khi nghe thấy những lời này vì bấy lâu nay, anh chỉ yêu một mình Phi Du, ở bên Bezak chỉ vì muốn cứu mẹ anh mà thôi. Anh không thể chấp nhận hiện thực Phi Du đã kết hôn, cả ngày người như ở trên mây, ngay cả khi Bezak dẫn anh đến gặp phụ huynh anh cũng mất tập trung. Phi Du không biết trong lòng Aza đang nghĩ gì, lúc này cô đang nghĩ cách lấy trộm thẻ phòng tài liệu. Chỉ khi đột nhập được vào phòng tài liệu cô mới có thể tìm được bằng chứng chứng minh bố mình vô tội. Cô cố ý đổ cà phê lên sofa sau đó lén trộm thẻ của cô lao công khi bà ấy đang dọn dẹp. Vừa tan làm cô vội vàng cầm thẻ tới phòng tài liệu nhưng điều không ngờ tới là chiếc thẻ này không thể mở phòng tài liệu. Xem ra nếu muốn vào được đây cách duy nhất là lấy trộm thẻ trên người bảo vệ, cô quyết định sẽ nghĩ cách khác. Gần đây trong nhà cô đã xảy ra rất nhiều chuyện, sau tai nạn của bố, anh trai ôm tiền bồi thường bỏ chạy khiến người mẹ trọng nam khinh nữ này rất buồn. Từ nhỏ đến lớn mẹ chỉ yêu một mình anh trai, bây giờ anh trai bỏ nhà đi, người ở bên mẹ chỉ có hai cô con gái bà không hề thích. Mỗi khi tan làm về nhà Phi Du đều nhìn thấy mẹ đang ôm ảnh của anh trai, cô lập tức từ bỏ ý định an ủi mẹ, trọng nam khinh nữ, cưng chiều con trai, tất cả những chuyện này đều do mẹ tự gây ra, cô chỉ muốn nhanh chóng tìm được bằng chứng cứu bố ra ngoài, còn về việc mẹ yêu ai cô không buồn quan tâm. Hôm sau khi ăn cơm cô cố ý ngồi cùng bàn với bảo vệ phát hiện thẻ phòng tài liệu ở sau ốp của anh ấy, để lấy được thẻ cô cố ý làm đổ cốc nước sau đó giúp bảo vệ lao điện thoại lén lấy thẻ ở trong ốp ra, khi lấy được chiếc thẻ cô nhanh chóng đến phòng tài liệu. Quả đúng như dự đoán, lần này cô đã mở được cửa. Cô tìm tài liệu của công ty ngày bố cô xảy ra chuyện rồi copy vào USB của mình.
ẩn láu ở công ty suốt một thời gian, cuối cùng cô cũng lấy được thứ mình muốn. Cô định rời khỏi đây ngay lập tức, nào ngờ lại bị Ethan gọi lên tầng họp. Cô chỉ đành ở lại đợi cuộc họp kết thúc rồi mới rời đi, nhưng Aza cũng có mặt trong cuộc họp ngày hôm nay. Aza khó chịu khi thấy Ethan có tình cảm với Fizu, anh quyết tâm đuổi Fizu ra khỏi công ty. Khi cuộc họp kết thúc, anh cố ý bỏ máy ghi âm của Ethan vào trong túi Fizu. Fizu chuẩn bị thu dọn đồ đạc để rời đi thì Ethan phát hiện máy ghi âm của mình bị mất. Anh nổi trận lôi đình tập hợp tất cả mọi người lại. Ai đã lấy máy ghi âm của tôi, không ai nhận đúng không? Được thôi, nếu như không tìm thấy máy ghi âm thì cứ cách 10 phút tôi sẽ sa thải một người. Fizu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Aza đã dẫn bảo vệ vào phòng cô, yêu cầu bảo vệ kiểm tra từ Fizu trước. Aza rằng túi sách Fizu lấy ra máy ghi âm của Ethan từ bên trong, nhìn thấy USB anh cũng lấy USB đi luôn. Fizu đã bị sa thải, các anh lập tức đưa cô ấy ra khỏi công ty cho tôi. Cơn giận trong lòng Fizu bắt đầu bùng lên, thầm nghĩ anh ta bỏ rơi mình còn chưa đủ sao mà bây giờ còn ngăn mình hành động. Fizu càng nghĩ càng bực, sau đó cô đã lẻn vào văn phòng của Aza để lấy chiếc USB mình đã sao chép dữ liệu đi. Cô không giải thích với Aza bên trong USB có gì mà chỉ cảnh cáo anh ấy, nếu anh không trả USB cho tôi sẽ nói cho Ethan biết mối quan hệ trước đây của chúng ta. Aza không dám chọc giận cô ấy, chỉ đành ngoan ngoãn trả lại USB và dặn dò cô ấy sau này đừng quay lại đây nữa. Fizu không thèm đếm xỉa tới anh ấy, cô nóng lòng vào tù thăm bố, nói không lâu nữa mình sẽ cứu ông ấy ra ngoài mà không hề hay biết Aza đã đi theo cô đến đây. Anh muốn xem rốt cuộc bên trong chiếc USB đó có gì. Cô gái vừa rồi vào đây để tìm ai? Cô ấy tới thăm bố, người đó chính là người đã gây ra sự cố công trình ở công ty anh thời gian trước. Aza đã rất sốc, anh không dám tin công nhân bị vu oan đó chính là bố của Fizu. Anh nhanh chóng đến tìm Ethan để tranh luận nhưng không nói ra thân phận của Fizu mà chỉ chất vấn Ethan tại sao lại để công nhân vô tội chịu tội thay. Lúc đầu anh giả vờ làm nhân chứng giả vì anh không biết Ethan sẽ đổ lỗi cho công nhân, nếu biết chuyện này anh tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhớ lại sự cố khốc liệt đó, trong lòng Aza ngập tràn cảm giác tội lỗi. Cuối cùng anh đã biết tại sao Fizu lại muốn vào công ty này làm việc. Quả thực không phải nhắm đến mình, cô ấy chỉ muốn cứu người bố đáng thương ra ngoài mà thôi, để giữ khoảng cách với mình. Thậm chí cô ấy còn nói dối đã kết hôn. Aza muốn giúp Fizu mà không hề biết cô ấy đã lấy được video camera ghi lại ở công ty. Cô đưa video cho luật sư, hy vọng luật sư có thể dùng nó để bào chữa cho bố mình vô tội. Hai người cùng phân tích toàn bộ cảnh tượng trong video, nào ngờ không hề nhìn thấy bóng dáng bố Fizu ở đó. Lúc này Fizu mới hiểu ra chứng cứ sớm đã bị Ethan xóa sạch, bây giờ nếu muốn phản công bắt buộc phải tìm ra người làm chứng. Fizu vẫn chưa biết người làm chứng đó là Aza. Cô gọi điện nhờ bạn thân chỉ cách, bạn thân khuyên cô nên tiếp tục đến công ty làm việc, chỉ khi ở bên Ethan mới có thể tìm được chứng cứ có lợi cho bố cô. Từ khi bị Aza vu oan lấy trộm đồ, Fizu chưa gặp lại Ethan lần nào, bây giờ cũng không thể vào được công ty nên cô đã đến nhà Ethan cầu xin anh ấy cho mình thêm một cơ hội. Em đã thích anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Em thích anh đến mức muốn ăn trộm cả máy ghi âm anh luôn mang theo bên người sao? Nếu như em đã thích như vậy vậy thì anh sẽ cho em một cơ hội. Ethan mời Fizu vào phòng mình, sau đó anh mở tủ cho cô ấy xem, bên trong toàn là băng ghi âm, đây là thói quen từ nhỏ của anh. Ethan bảo Fizu tự chọn một cuộn băng để nghe, anh cảm thấy như vậy sẽ khiến Fizu hiểu mình hơn, nhưng Fizu chỉ nghĩ khi nào mình mới có thể đi. Ethan là người có tính kiểm soát, Fizu ở bên anh luôn cảm thấy nguy hiểm, cô kiếm cớ để về nhưng Ethan nhất quyết muốn giữ cô ở lại ăn cơm cùng mọi người trong nhà mình. Fizu không thể từ chối, chỉ đành vào nhà ăn cùng anh ấy. Tuy nhiên trong nhà ăn không chỉ có Berak em gái anh ấy mà còn có cả gia đình Aza. Thì ra tối nay phụ huynh của Aza và Berak gặp nhau, nhìn thấy Aza Fizu đứng hình ngay tại chỗ. Berak mời Fizu vào phòng mình thay một bộ đồ khác, dường như cô ấy không hề biết gì về quá khứ của Fizu và Aza. Fizu cảm thấy chán ghét, cô không chọn bộ đồ nào cả mà đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt để lấy lại bình tĩnh. Nhớ lại những ký ức với Aza, hai người còn chưa nói một câu chia tay hay tạm biệt với nhau mà anh ấy đã rời bỏ mình. Đến khi gặp lại anh ấy đã bước chân vào giới thượng lưu. Fizu không thể quên được Aza, cô vừa yêu vừa hận anh ấy. Nhìn thấy Berak vui vẻ bên cạnh bánh đính hôn của hai người họ, lòng cô đau nhói. Cô như ngồi trên đống lửa đợi bữa tối kết thúc, lập tức rời khỏi nhà Ethan. Fizu muốn về nhà tự gặm nhấm nỗi đau, nào ngờ về đến nơi thấy người anh ôm tiền bỏ chạy đã vác mặt về. Thì ra anh ta bị người yêu lấy trộm hết tiền, không còn nơi nào để đi mới chịu về nhà. Fizu phẫn nộ cãi nhau với anh trai một trận, tuy nhiên mẹ không những không mắng anh cùng cô, mà còn dẫn cô vào phòng khuyên cô hãy rộng lượng làm người, ai chả có lúc mắc sai lầm. Fizu như sụp đổ khi nghe được những lời này, trước kia mẹ đã nói gì với con, mẹ còn nhớ không? Con không được phép phạm lỗi, con không có tư cách vấp ngã, phải luôn ghi nhớ rằng mình là con nhà nghèo, nhưng tại sao anh trai lại không phải thế hả mẹ? Fizu đã khóc cả buổi tối. Hôm sau cô vực lại tinh thần để điều tra ra người làm chứng. Sau khi tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cô đã tìm được lời khai của người đó. Nhìn nét bút quen thuộc, cô nhận ra người làm chứng chính là Aza. Fizu đau lòng không dám tin người hại bố mình vào tù chính là anh ấy, cảm thấy sai lầm lớn nhất của đời mình là gặp anh ấy. Cô không có ai lưng tựa, chỉ có thể tìm đến bạn thân để tâm sự. Chính vào lúc này, Aza gọi tới nói có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Anh bảo Fizu đến chỗ cũ gặp mình. Đúng lúc Fizu muốn tìm anh ấy tính sổ, ngay sau đó cô đã có mặt ở điểm hẹn. Nơi đây chính là nơi hai người từng hẹn hò, ngay cả lần đầu tiên của họ cũng được hoàn thành ở đây.
Nhớ lại quá khứ, Phi Du lại càng đau lòng, cô lao tới điên cuồng chỉ trích Ara, anh đã cướp đi tình yêu của tôi, cướp đi bố của tôi, anh hủy hoại cuộc đời của tôi, rốt cuộc anh đang muốn làm gì vậy? Thấy Phi Du kêu gào thảm thiết như vậy, Ara cũng rất đau lòng, nhưng anh không thể giải thích cho cô ấy biết những chuyện mình đã trải qua. Tuy nhiên sau khi biết mình đã hại bố cô ấy phải ngồi tù, đương nhiên anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Anh nói với Phi Du mình sẽ ra tòa làm chứng chứng minh bố cô ấy vô tội. Vì câu nói này của anh ấy, tâm trạng Phi Du mới dần bình tĩnh lại. Ngay sau đó cô đã nói chuyện này với luật sư, bây giờ chỉ cần đợi Aza ra tòa thì bố cô sẽ được tại ngoại. Aza không hề thất hứa, anh chuyển hết tài sản của mình sang tên mẹ, sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện trong nhà, sau đó đến tòa vào ngày xét xử. Aza định nói ra sự thật, nào ngờ còn chưa vào trong đã nhìn thấy mẹ mình bị cảnh sát bắt. Anh vội vã chạy tới hỏi mẹ đã xảy ra chuyện gì. Mẹ trả lời cảnh sát muốn điều tra vụ án mình sát hại chồng. Chuyện này trước đó đã được Ethan xử lý ổn thỏa, bây giờ đột nhiên tiến hành điều tra nhất định là Ethan đã giở trò sau lưng. Quả nhiên không lâu sau Aza đã nhìn thấy Ethan. Ethan đã biết chuyện anh ấy muốn ra tòa làm chứng nên đã cố ý làm ra chuyện này để cảnh cáo Aza ngậm miệng lại. Trong tay anh ta có toàn bộ video ghi lại hiện trường xảy ra vụ án hôm đó. Chỉ cần Aza không nghe lời, anh ta sẽ giao video này cho cảnh sát ngay lập tức. Mẹ Aza đang chạy thận, nếu bị bắt vào tù bà ấy chỉ còn con đường chết. Ethan bắt Aza đưa ra lựa chọn, hoặc là lương tâm hoặc là mẹ. Aza rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, nếu như chọn người yêu thì mẹ sẽ phải ngồi tù, còn nếu chọn mẹ thì bố Phi Du sẽ phải ngồi tù. Anh do dự rất lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn mẹ mình. Anh gọi xe cho mẹ về, sau đó mình cũng nhanh chóng lái xe rời đi. Phi Du đứng trên lầu nhìn thấy mọi hành động của Aza, cô lập tức chạy xuống để ngăn anh ấy lại. Rõ ràng Aza đã hứa sẽ ra tòa làm chứng nhưng anh ấy lại lừa dối cô một lần nữa. Phi Du ngồi bên đường bật khóc nức nở, cô không hiểu tại sao người đàn ông yêu mình mấy năm lại từ chối ra tòa làm chứng cho bố mình. Cô căm hận Aza đến tận xương tủy. Tuy nhiên cô không hề biết rằng lúc này Ara cũng không dễ chịu chút nào, lương tâm anh cắn rứt đến mức lái xe trên đường suýt chút nữa xảy ra tai nạn. Để lấy lại công bằng cho Phi Du, anh đến tìm Ethan yêu cầu anh ta cho mình một câu trả lời thỏa đáng, nhưng đáng tiếc là Ethan vẫn nhắc lại câu nói cũ, sự cố ở công trường cần có một người chịu tội thay. Nghe đến đây Aza định động tay với anh ta, chính vào lúc này Bezak đẩy cửa bước vào, cô không hiểu chuyện giữa Aza và anh trai mình, thấy hai người họ cãi nhau cô nhanh chóng đưa Aza rời khỏi công ty. Bezak luôn có cảm giác Aza giấu mình điều gì đó. Vậy nên cô cố ý để anh ấy ra ngoài đi dạo một mình cho khuây khỏa đầu óc, sau đó mình sẽ lái xe phía sau theo dõi anh ấy. Trùng hợp Phi Du và Aza tình cờ gặp nhau trên đường, nhưng vì Aza đã thất hứa nên Phi Du không nói chuyện với anh ấy. Nhìn thấy hai người họ lướt qua nhau, Bezak mới thở phào nhẹ nhõm, thấy Phi Du không phải là mối đe dọa của mình. Cô gọi điện nhờ Phi Du để mắt tới Aza giúp mình. Phi Du không thèm quan tâm đến chuyện này vì bây giờ cô đang phải tìm cách cứu bố mình. Chiêu làm chứng trước tòa không được vậy thì cô phải trở lại công ty làm việc. Tối nay cô phải hoàn thành nhiệm vụ Ethan giao cho mình để thuận lợi sống sót qua cuộc họp ngày mai. Cô miệt mài làm việc nhưng đến nửa đêm máy tính của cô đột nhiên bị hỏng. Cô lo lắng sợ mình không hoàn thành nhiệm vụ Ethan nhất định sẽ làm khó mình. Sáng hôm sau cô trực tiếp đến tìm Ethan để giải thích nguyên nhân, nào ngờ khi đến phòng làm việc của Ethan, anh ta liền khen ngợi cô đã hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc. Phi Dung nghe xong liền đứng hình, cô còn chưa vẽ xong vậy, những bản vẽ trên bàn Ethan ở đâu ra? Ethan vừa đi khỏi, cô liền tới xem bản vẽ trên bàn, phát hiện cấu trúc của bản vẽ này giống hệt như lúc đầu Aza dạy mình, thì ra anh ấy là người âm thầm giúp cô hoàn thành bản vẽ. Phi Du có chút động lòng nhưng cô không vì như vậy mà tha thứ cho anh ấy. Trong công việc cô luôn tỏ rõ thái độ của mình, kể cả khi bút hết mực Aza đưa cho cô một cái khác cô cũng không dùng cái bút đó. Ở bên cạnh Aza không khác gì đang bị tra tấn. Mệt mỏi hơn là Bezak thường xuyên tới công ty, gần đây cô ấy chuẩn bị sửa sang lại phòng cưới của mình với Aza. Nhìn thấy Phi Du cũng ở đây, cô liền đưa thiệp cưới cho Phi Du rồi mời cô ấy cùng mình đi xem thiết kế nhà mới của hai vợ chồng họ. Nhìn tấm thiệp cưới trên tay, Phi Du đã bật khóc nức nở, cảnh tượng này đã bị mẹ Aza nhìn thấy. Mẹ Aza biết Phi Du là bạn gái 2 năm trước của con trai mình nhưng bà không biết tại sao hai người họ lại chia tay. Nhìn thấy Phi Du buồn bã trong phòng cưới, bà lặng lẽ đi tới hỏi cô ấy, con vẫn còn yêu Aza đúng không? Phi Du nghe xong vội vàng rời đi, may mà lúc này Ethan gọi tới bảo cô xuống lầu. Phi Du nhân cơ hội này rời khỏi đây ngay lập tức, cô cảm thấy bây giờ Ethan có đưa mình đi đâu đi chăng nữa cũng tốt hơn ở lại nhà Aza. Tuy nhiên điều không ngờ tới là nơi Ethan đưa cô tới chính là nhà tập thể của các gia đình nạn nhân ở công trường. Phi Du ngồi bên cạnh Ethan lén lút xem tin nhắn Aza gửi tới. Phi Du, em không được đi cùng Ethan vì anh ấy đang muốn đến thăm hỏi các gia đình nạn nhân. Lúc này Phi Du không biết phải làm thế nào vì trong số những gia đình nạn nhân đó có người quen biết cô. Họ đều tưởng bố cô là người gây ra tai nạn ở công trường mà không hề biết sự thật là do Ethan không xử lý vấn đề an toàn lao động kịp thời. Nhìn Ethan và các gia đình nạn nhân cùng nhau tố cáo bố mình, Phi Du không thể ngồi yên được nữa. Cô vội vàng ra ngoài, suýt chút nữa đụng mặt một người gì thân quen. Cô nhanh chóng trốn sau cánh cửa để tránh bị phát hiện, nào ngờ khi ra ngoài một bé gái đã nhận ra cô. Cô lập tức ra hiệu cho bé gái giữ bí mật rồi đi thẳng ra xe. Cô ý thức được chừng nào mình còn chưa rửa oan cho bố thì mấy người kia sẽ không bao giờ tha thứ cho gia đình họ. Phi Du cố gắng giữ bình tĩnh đợi Ethan ra, nhưng sau khi thăm hỏi xong Ethan vẫn không có ý định cho cô tan làm. Anh ta muốn đưa cô đến nhà hàng uống rượu thư giãn, tuy nhiên cuộc vui này chỉ có hai người. Phi Du lúc này vô cùng căng thẳng.
ở trong thang máy. Ethan từ từ tiếp cận Fizu, em có thích nơi này không? Ở độ cao như thế này rất thích hợp để cầm nắm, người anh thích chỉ được phép thuộc về anh. Fizu đã là người trưởng thành, cô hiểu ý của Ethan nhưng cô không muốn đáp ứng yêu cầu của anh ta vì anh ta và Aza đều là người hại bố cô vào tù. Trong nhà hàng, Ethan muốn cô uống rượu cùng mình, Fizu sợ uống say kiên quyết đòi uống cà phê. Không chỉ dừng lại ở đó, cô còn đổ thêm sữa vào cà phê của mình. Ethan cảm thấy cô gái này quá thú vị, anh rất hiếm khi hứng thú với một cô gái nào như vậy. Anh muốn nói về những chuyện ngoài công việc với Fizu, nhưng lúc này điện thoại của cô ấy đột nhiên đổ chuông. Luật sư nói với Fizu trong quá trình mình điều tra về Aza phát hiện bố anh ấy đã mất tích 2 năm. Họ có thể dùng chuyện này để dọa anh ấy, nói không chừng còn có thể thuyết phục anh ấy ra tòa làm chứng. Nghe luật sư dặn dò, Fizu bắt đầu thận trọng hơn. Trùng hợp lúc này Ara và Bezak cũng tới đây. Fizu chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của mấy người họ. Anh yêu, nếu như bố anh cũng đến tham dự hôn lễ của chúng ta thì tốt biết mấy. Đúng vậy, người đã mất có thể tới được thì tốt quá. Mọi người nghe xong đều hướng mắt về phía Ethan. Ethan giải thích ý mình muốn nói là người bố đã qua đời của mình. Dù Ethan đã giải thích nhưng Fizu vẫn ghi nhớ chuyện này trong lòng. Cô nghi ngờ bố của Aza đã qua đời, có lẽ cũng vì như vậy Aza mới nghe lời Ethan. Cô mải mê ở đây để nghe ngóng tình hình mà không hề biết rằng nhà mình đã xảy ra chuyện lớn. Vì nhà họ không có tiền trả tiền thuê nhà, chủ nhà đã nảy ra ý đồ xấu với Fizu. Anh ta nói với anh trai Fizu chỉ cần gả em gái cho mình anh ta sẽ không đuổi nhà họ đi nữa. Anh trai nói em gái mình vừa mới trưởng thành, dù có khốn nạn thế nào đi nữa cũng không bán em gái cho người cô ấy không thích. Nhưng khi thấy chủ nhà lấy giấy tờ nhà đất ra làm quà thách cưới, anh vẫn có chút mềm lòng, đồng ý với yêu cầu của chủ nhà. Tuy nhiên sau khi vào tù thăm bố, anh đã hối hận. Bố nói con là trụ cột của gia đình, nhất định phải chăm tốt cho các em. Nghe xong những lời này, anh không dám nói ra chuyện mình định bán em gái. Sau đó anh đã đi ăn trộm tiền của một gia đình để trả tiền thuê nhà. Fizu vẫn chưa biết gì về chuyện anh trai mình đi ăn trộm. Bây giờ cô đang bận rộn bàn bạc nghĩ cách giải quyết với luật sư. Luật sư lại tìm ra một manh mối mới, nói sự cố ở công trường không phải là một sự cố đơn thuần, chắc chắn có người nào đó đã có âm mưu từ trước. Nếu tìm được hung thủ thì bố của Fizu sẽ được cứu. Luật sư bảo Fizu để ý kỹ từng người trong công ty. Fizu nghe xong vội vàng quay về công ty. Tuy nhiên cô còn chưa kịp điều tra chuyện này đã nhìn thấy một hộp quà trên bàn mình. Bên trong là một chiếc váy hàng hiệu đắt tiền, Ethan tặng cho cô để cô mặc nó vào tối nay. Fizu biết anh ta không thể chờ đợi thêm được nữa nên ngay sau đó cô đã đến chỗ Aza. Anh có biết ý đồ của Ethan với em không? Em sẽ làm mọi chuyện vì bố em, anh cứ chờ mà xem. Fizu trách Aza mình thành ra nông nỗi này đều là nhờ công anh ấy làm chứng vu oan cho bố mình. Thấy Fizu khóc sướt mướt, Ara nắm chặt hai tay lại. Anh không thể dương mắt nhìn người mình yêu trở thành người phụ nữ của người khác, nhưng bảo anh cứu bố cô ấy ra anh lại không làm được. Ethan nắm giữ bằng chứng mẹ anh giết người. Anh không thể bỏ rơi người nhà vì Fizu được, mà chỉ có thể nghĩ cách ngăn cô ấy làm chuyện ngốc nghếch. Cả hai đều không biết lúc này Ethan đang thăm bố Fizu. Để cảnh sát dừng điều tra vụ án này, anh ta bắt bố Fizu viết thư nhận tội, nào ngờ bố Fizu trực tiếp viết một bản tường trình kêu oan cho anh ta. Ethan muốn tôi chịu trách nhiệm sự cố an toàn lao động thay anh ta. Anh ta nói nếu tôi chịu nhận tội, anh ta sẽ chăm sóc gia đình tôi và cho tôi tiền, nhưng vì tôi không chịu làm theo yêu cầu của anh ta nên tôi đã phải ngồi tù. Ethan tức muốn phát điên, anh ta đe dọa bố Fizu mình sẽ xử gia đình họ. Bố Fizu cảnh cáo anh ta tránh xa Fizu và các con của mình ra. Ethan kinh ngạc khi phát hiện tên con gái lớn của công nhân này giống hệt với tên người con gái trong lòng mình. Ethan nghi ngờ thân phận của Fizu, cho rằng cô ấy là con gái của công nhân, cố ý tiếp cận mình để cứu bố ra ngoài. Từ trước đến nay Ethan chưa từng bị ai lừa gạt, anh lập tức gọi điện yêu cầu cấp dưới mời anh trai Fizu đến công ty để lấy bức ảnh của em gái anh ấy. Anh trai Fizu đang tìm ảnh trong điện thoại thì nhận được cuộc gọi báo tin mẹ anh xảy ra chuyện. Thì ra trước đó anh trộm tiền của bà chủ để trả tiền thuê nhà đã bị cảnh sát điều tra. Bà chủ nghi ngờ mẹ anh là kẻ trộm nên đã báo cảnh sát bắt bà ấy. Người mẹ rất cưng chiều người con trai này, biết rõ con trai ăn trộm tiền nhưng bà không muốn chuyện này ảnh hưởng tới danh tiếng của con trai nên đã nhận tội thay anh ấy. Fizu nhận được tin liền rời khỏi công ty để tới đồn cảnh sát nhưng gọi mãi không được xe. Lúc này Aza xuất hiện đưa cô tới đó rồi dặn dò cô ấy có chuyện gì cần cứ liên lạc với mình. Fizu không muốn có bất cứ dính dáng gì với anh ấy, cô đi một mình vào đồn cảnh sát. Lúc này anh trai và em gái cũng đang ở đây, mặc dù anh trai khá khốn nạn nhưng anh vẫn có chút trách nhiệm. Anh quỳ xuống cầu xin bà chủ mong bà ấy tha cho nhà mình để bảo lãnh mẹ ra ngoài. Sau đó anh đã đi vay nặng lãi để có tiền trả cho bà chủ để mọi chuyện kết thúc, mà không nghĩ tới việc sẽ phải trả khoản tiền vay nặng lãi này thế nào. Fizu cảm thấy mệt mỏi khi có một người anh trai như vậy, tối nay cô phải đến gặp Ethan rồi, cứ nghĩ tới cảnh tượng đó cô lại không kìm được nước mắt. Buổi tối cô đến nhà gặp Ethan như đã hẹn, nhưng khi cô chuẩn bị vào thang máy Aza đã xuất hiện ngăn cô lại và cố ý kéo dài thời gian. Ara biết Ethan ghét nhất những người không đúng giờ, chỉ cần ai đó đến muộn vài phút Ethan sẽ tức giận bỏ đi. Quả nhiên khi Fizu đến đã không thấy bóng dáng anh ta đâu nữa. Anh ta bảo quản lý nhà hàng nói với Fizu một lát nữa mình sẽ trở lại nhà hàng, nhưng Fizu đã đợi vài tiếng đồng hồ vẫn không thấy anh ta xuất hiện. Khi nhà hàng chuẩn bị đóng cửa, quản lý mới đưa cho cô một túi đồ. Anh Ethan bảo cô mang món đồ này đến nhà anh ấy. Fizu biết mình đã bị lừa nhưng đây là mệnh lệnh của Ethan, cô không thể không làm theo. Cô xách đồ đến nhà Ethan nhưng anh ta vẫn không có ý định buông tha cho cô. Fizu, em đã chuẩn bị xong chưa?
Ethan vuốt ve khuôn mặt Fizu. Anh ta muốn cô ấy chủ động phục vụ mình đêm nay. Fizu sợ hãi vội vàng đứng dậy nói, Ethan, chúng ta cần thêm thời gian để tìm hiểu nhau. Ethan hỏi vặn lại, em muốn tìm hiểu thế nào? Chúng ta cho phụ huynh hai gia đình gặp nhau luôn được không? Fizu nói dối mình là trẻ mồ côi không có gia đình. Ethan không tin lời cô, anh nghi ngờ cô chính là con gái của công nhân kia. Để điều tra ra thân phận thật sự của Fizu, hôm sau anh đã đến nhà Fizu tìm anh trai cô ấy, hy vọng đối phương cho mình xem bức ảnh cả gia đình họ. Tuy nhiên sau chuyện vừa rồi của mẹ anh trai, Fizu đã không còn tâm trạng làm gì nữa. Anh lập tức mở cửa xuống xe. Thấy cách này không có tác dụng, Ethan đã sử dụng chiêu vô cùng độc ác. Anh ta thuê tù nhân trong tù xử bố Fizu, sau đó cố ý nói chuyện ông ấy bị thương phải nhập viện trước mặt Fizu để xem phản ứng của cô ấy. May mà Aza cũng ở đây. Anh kiếm cớ đuổi Fizu ra ngoài. Thời gian này anh vẫn luôn âm thầm giúp cô ấy nên Ethan mới không điều tra ra thân phận thật sự của cô ấy. Anh chắc chắn chuyện của bố Fizu có liên quan tới Ethan. Anh tìm Fizu dặn cô ấy tuyệt đối không được tới bệnh viện, nhưng chuyện lớn như vậy Fizu sao có thể không đi. Aza đồng cảm khi thấy Fizu khóc nức nở. Sau đó hai người đã cùng nhau đến bệnh viện. Ở đây khắp nơi đều là người của Ethan. Ara tận dụng các mối quan hệ của mình để Fizu được vào thẳng phòng bệnh. Fizu vô cùng xót xa khi thấy người bố đang hôn mê. Ông ấy không làm gì sai vậy mà phải nhận tội thay công ty. Ở độ tuổi cao như vậy rồi vẫn phải ngồi tù, còn không biết bình thường ở trong tù ông ấy bị những tù nhân khác hành hạ thế nào nữa. Fizu ở trong phòng bệnh với bố, còn Ethan lúc này đang ở nhà hàng đợi nắm thóp cô ấy. Anh ta sai người chụp ảnh người nhà công nhân gửi cho mình mà không hề biết rằng Fizu đã vào phòng bệnh. Hai người trong ảnh là em gái và bạn thân của Fizu. Ethan cho rằng bạn của Fizu là cô con gái lớn của công nhân. Điều này đã xua tan một số nghi ngờ về Fizu, tuy nhiên anh ta vẫn có chút lấn cấn. Anh nói với chị gái mình sẽ không từ bỏ việc điều tra thân phận của Fizu vì anh tin vào trực giác của mình. Fizu vẫn chưa biết sắp tới mình sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm gì. Cô và Aza túc trực ở ngoài phòng bệnh. Một lát sau, cô đã ngủ thiếp đi vì quá mệt. Đầu cô dựa vào vai Aza. Aza không dám đánh thức cô ấy. Hơn nữa, cảnh tượng này anh chỉ có thể nằm mơ mới có được. Anh khoác áo lên người Fizu, sau đó trao cho cô ấy một nụ hôn lên trên trán. Fizu không hề biết gì về chuyện này. Vừa tỉnh dậy, cô liền đuổi Aza đi. Cô muốn ở đây đợi bố tỉnh lại. Fizu nói với bố mình sẽ nhanh chóng tìm cách cứu bố ra. Tuy nhiên cô vẫn chưa biết việc cô đến bệnh thăm bố đã truyền đến tai Ethan. Ethan cảm thấy chuyện này ngày càng thú vị rồi. Anh ta quyết định sẽ vạch trần bộ mặt thật của Fizu. Công nhân gây ra tai nạn lao động đó đã bị thương rồi. Em cùng anh đến hỏi thăm vợ của ông ấy nhé. Fizu hoang mang thầm nghĩ, bây giờ mà về thì thân phận của mình sẽ bị bại lộ. Cô lấy lý do để không đi, nhưng lần này Ethan nhất quyết không bỏ qua cho cô. Anh ta nói nếu cô không đi thì sau này hai người sẽ không còn liên quan gì tới nhau nữa. Fizu hết cách vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Trước hết cô gọi cho mẹ hỏi bà ấy có đang ở nhà hay không. Mẹ đã bị bà chủ đuổi việc nhưng bà không muốn con gái biết chuyện này nên đã nói dối mình đang đi làm. Fizu thở phào một hơi, sau đó lại gọi cho anh trai. Lúc này anh trai vô tình gặp bạn gái cũ, vì đang mải tính sổ với cô ta nên trong thời gian ngắn cũng sẽ không về. Fizu đã có thể yên tâm rồi. Cô đi cùng Ethan tới nhà mình, đến trước cửa nhà gõ cửa vài cái, quả nhiên bên trong không có ai trả lời. Cô vui mừng nói với Ethan, không có ai ở nhà chi bằng hôm khác chúng ta lại tới nhé. Ethan không tin, anh đi tới tiếp tục gõ cửa nhưng vẫn không ai trả lời. Nguy hiểm của Fizu tạm thời qua đi. Hai người đi xuống cầu thang chuẩn bị rời đi, nào ngờ lúc này mẹ Fizu mở cửa ra hỏi ai vậy. Fizu cố ý giả vờ như không quen biết mẹ để Ethan không phát hiện ra thân phận thực sự của cô. Cô liên tục ra hiệu bằng ánh mắt với mẹ nói mình là trợ lý của anh ta, hôm nay hai người cùng tới đây để thăm hỏi nhà họ. Người mẹ nhanh chóng hiểu ý của Fizu, hai mẹ con liền phối hợp diễn xuất cùng nhau đóng giả làm hai người xa lạ. Ethan cảm thấy nực cười trước kỹ năng diễn xuất kém cỏi của họ. Thực ra anh sớm đã đoán ra thân phận của Fizu, nhưng nếu như cô ấy thích diễn, anh sẽ chống mắt lên xem cô ấy có thể diễn được bao lâu. Anh hỏi mẹ Fizu có cần mình giúp gì không. Người mẹ nói có Fizu ở đây bà không tiện nói, bà lo con gái sẽ để lộ thân phận nên đã nghĩ cách để cô ấy rời khỏi đây trước. Tuy nhiên Fizu vừa mới mở cửa đã bắt gặp em gái tan học về. Người mẹ nghe thấy con gái chào Fizu liền giải thích đó là con gái của hàng xóm, rồi tiện tay giấu bức ảnh của Fizu đi, sau đó nhanh chóng ra cửa đuổi con gái út đi. Đối diện với Ethan, người đã hại chồng mình vào tù, bà biết con gái tiếp cận anh ta nhất định là để cứu chồng mình ra. Bà không muốn con gái bị vạch trần nên đã đóng giả là một người phụ nữ bình thường, nói hiện tại mình đang rất cần một công việc, nhờ anh ta nghĩ cách giúp mình. Ethan nói chuyện này quá đơn giản, hai ngày nữa mình sẽ lo liệu ổn thỏa giúp bà ấy. Anh còn muốn tìm hiểu một số chuyện khác về Fizu, nhưng người mẹ này rất kín miệng không để dò gì bất kỳ thông tin nào. Ethan trở về tay không nhưng anh không nản lòng, anh tin chắc Fizu sẽ sớm để lộ ra sơ hở. Đúng lúc này anh nhận được một bức ảnh, bên trong bức ảnh là người nhà các nạn nhân ở hiện trường hôm xảy ra tai nạn. Khuôn mặt Fizu hiện rõ trong bức ảnh. Với bằng chứng thuyết phục như vậy chắc chắn anh đã biết được thân phận của Fizu. Tuy nhiên thay vì làm ầm lên, anh lại bảo tài xế lái xe ra bờ biển. Anh dẫn Fizu đến vách đá, sau đó nắm tay cô ấy từ từ đi sát ra mép ngoài. Anh thích nhìn những giọt nước mắt trong mắt em và máu trên tay anh. Nói xong anh ta liền đẩy cô. Fizu tưởng lần này mình toi đời rồi, nào ngờ Ethan lại giơ tay kéo cô lại. Vừa rồi anh ta chỉ muốn dọa cô mà thôi. Nếu Fizu chỉ là một nhân viên bình thường thì Ethan sẽ không chút hứng thú, nhưng vì Fizu che giấu thân phận để tiếp cận mình, anh mới cảm thấy cô thú vị. Ethan thích cảm giác chinh phục và tàn phá như vậy. Anh quyết định tiếp tục chơi đùa với Fizu. Ngay sau đó anh giải thích vừa rồi mình chỉ muốn đùa cô ấy.
Phi Du biết đây không phải là đùa, lần đầu tiên cô nhìn thấy sự ghê tởm của người đàn ông này và cũng nhận ra đoạn đường tương lai của mình sẽ khó khăn đến nhường nào. Cô không dám kể chuyện mình vừa gặp phải với mẹ vì mẹ đã nhận được công việc dọn dẹp vệ sinh cho cấp dưới Ethan từ chỗ anh ta. Bây giờ không chỉ có Phi Du mà đến cả mẹ cô cũng làm trong tay anh ta. Hai mẹ con đang rất lo lắng vậy mà người đàn ông duy nhất trong nhà vẫn không chịu yên thân. Anh dẫn cô bạn gái trước đó đã ăn trộm tiền của mình về nhà còn nói muốn kết hôn với đối phương. Người mẹ tức giận cãi nhau với anh ấy một trận, bà muốn đuổi cô gái này ra khỏi nhà mình. Con trai vội vàng nói cô ấy đã có thai rồi, đương nhiên mẹ sẽ không tin mấy lời bịa đặt này. Kể cả cô ta có thai đi nữa thì chắc gì đã phải là con của con trai mình. Bà lập tức ra hiệu thuốc mua que thử cho cô ta, nhưng cô gái này rất thông minh. Cô ta ở lì trong nhà vệ sinh 10 phút vẫn kiên quyết không thử. Nhà Phi Du đã cãi nhau ầm ĩ vì chuyện này. Cùng lúc đó, mẹ Berak gửi trang phục mặc trong ngày cưới tới nhà Aza. Aza thấy vậy liền nổi giận mang hết đống quần áo này đến nhà họ. Tôi có bảo các người mua quần áo không? Lẽ nào nhà tôi đến quần áo cũng không thể mua nổi sao? Đám cưới của tôi và Berak phải tuân theo quy tắc của tôi, mau nhận lại đống quần áo rách nát của các người đi. Aza cảm thấy mình đã bị sỉ nhục vì mẹ anh đã chuẩn bị trang phục rồi, nhưng mẹ Berak cảm thấy bộ đồ đó quá quê mùa. Bà kiên quyết ép nhà Aza mặc những bộ đồ sang trọng mình vừa gửi tới. Mặc dù Aza và Berak đã ở bên nhau nhưng người yếu thế hơn luôn là Berak. Aza cảnh cáo nhà họ nếu muốn đám cưới này tiếp tục được diễn ra thì mẹ Berak bắt buộc phải xin lỗi mình. Ara vừa đi Berak liền làm loạn, cô ném đống trang phục mẹ chuẩn bị vào trong lò sưởi và yêu cầu mẹ nhanh chóng đến xin lỗi nhà Aza. Mẹ Berak không chịu cúi đầu trước người nghèo thế nên hôm sau Berak đã bỏ nhà ra đi. Cô muốn chuyển đến nhà Aza sống, thậm chí còn đích thân đi chợ với mẹ chồng tương lai để làm quen với môi trường xung quanh. Lần đầu tiên ra chợ mua do Berak cảm thấy tò mò với tất cả mọi thứ nơi đây. Thấy một người đang nhặt rau dưới đất, cô hỏi mẹ Aza những cây rau dưới đất đó có thể ăn được không? Mẹ Aza nói khi con người ta sắp chết đói thì đến vỏ củ quả còn ăn được. Người mẹ biết Berak và Aza không phải là cùng chung thế giới. Bà cũng biết người con trai mình yêu là Phi Du. Nếu không phải vì mình thì thằng bé cũng sẽ không yêu Berak. Vì muốn con trai được ở bên Phi Du, bà âm thầm gọi xe đến đồn cảnh sát tự thú. May mà Aza đã xuất hiện kịp thời ngăn lại bà mới không làm chuyện dại dột. Người mẹ lúc này rất buồn, bà không muốn con trai phải trả giá cho sai lầm của mình nhưng thái độ của Aza rất kiên quyết, anh chỉ muốn mẹ mình được sống tốt. Hôm nay Berak sẽ chuyển tới nhà họ sống, may mà mẹ Berak đã chấp nhận từ bỏ thể diện đến xin lỗi mẹ con Aza. Tôi đã nhận ra lỗi sai của mình rồi, tôi không nên nhúng tay vào chuyện quần áo nhà chị, bọn trẻ sắp làm đám cưới rồi, chúng ta không nên xảy ra mâu thuẫn vì tôi. Cô vừa chân thành xin lỗi mẹ cháu rồi đó. Chuyện này đã được xử lý xong xuôi, bây giờ Aza đã có thể toàn tâm toàn ý giúp Phi Du cứu bố và dự định tìm bản báo cáo kiến nghị về vấn đề an toàn lao động ở công trường cho Phi Du. Sau khi công trường xảy ra sự cố thì bản báo cáo đó đã không cánh mà bay. Aza đã tìm suốt bấy lâu nay nhưng vẫn không tìm thấy. Tuy nhiên hai ngày trước bản sao của báo cáo đột nhiên xuất hiện trên bàn Ethan. Ethan cho rằng nhất định có người đứng sau giở trò nên anh ta đã làm lục tung cả công ty để truy tìm kẻ đó. Ara biết được chuyện này qua lời kể của em trai, anh chuẩn bị tới lấy bản sao đó từ chỗ Ethan. Anh nói chuyện này với Firu, Firu vui mừng chủ động ôm lấy anh, nhớ lại quá khứ yêu đương ngọt ngào cộng với Aza chân thành giúp đỡ mình như vậy. Cô nghi ngờ anh ấy ở bên Berak do có nỗi khổ tâm riêng. Firu hy vọng Aza sẽ nói ra sự thật nhưng anh ấy nhất quyết không chịu nói. Khi Firu buồn bã chuẩn bị rời đi, Aza không thể chịu được nữa đã đi tới hôn cô ấy. Biết rõ hai người không thể ở bên nhau được nữa nhưng anh không thể kiềm chế được tình yêu của mình. Bây giờ chuyện duy nhất anh có thể làm được là giúp Firu cứu bố ra ngoài. Sau đó anh đến tìm Berak nói mình muốn đến nhà cô ấy ăn tối trong khung cảnh đầy ánh nến lãng mạn. Berak nghe xong liền gác lại mọi việc ở công ty, trực tiếp dẫn anh ấy về nhà nấu cơm cho anh ấy. Aza nhân cơ hội này đến phòng làm việc của Ethan tìm kiếm bản sao của báo cáo khắp mọi ngóc ngách. Đúng lúc này cánh cửa mở ra, một đôi giày cao gót màu đen bước vào. Người đến là chị gái của Ethan. Vừa nhìn cô đã nhận ra Aza đang tìm bản sao, nhưng cô không ngăn anh ấy lại mà còn lấy bản gốc từ trong túi đưa cho anh ấy. Thì ra bản báo cáo gốc đã bị chị gái Ethan giấu đi. Cô luôn cảm thấy tội lỗi vì chuyện xảy ra ở công trường nên đã chủ động đưa bản gốc cho Aza để anh ấy đi cứu bố Phi Du. Ngoài ra cô còn tốt bụng nói cho anh ấy một bí mật, đó là hôm nay Ethan sẽ dẫn Phi Du lên núi nghỉ dưỡng để chén cô ấy. Tối nay Ethan chuẩn bị cho Phi Du bộ váy lộng lẫy và trang sức trị giá vài trăm nghìn đô, tuy nhiên Phi Du tuyệt đối không giao mình cho anh ta. Nguyên nhân cô đến đây chỉ để hỏi anh ta tại sao không vạch trần mình. Sáng hôm nay Ethan cố ý đưa Phi Du vào tù thăm bố, vì thế Phi Du đã đoán ra suy nghĩ của anh ta. Chắc chắn anh ta đã đoán ra thân phận thật sự của mình từ lâu rồi còn lôi mình ra làm trò cười. Cô định chơi bài ngửa với anh ta, nào ngờ Aza đột nhiên xông vào. Aza và Ethan điên cuồng oánh nhau nhưng Aza không phải là đối thủ của Ethan. Ethan chưa bao giờ bị người khác tác động vật lý. Anh ta phẫn nộ đi lấy cây gậy trên tường, thế hôm nay sẽ cho Aza một bài học nhớ đời. Phi Du sợ hãi vội vàng chạy tới ngăn anh ta lại. Hành động này càng khiến cơn giận của anh ta tăng lên. Tại sao em lại ngăn cản anh? Tại sao lại bảo vệ cậu ta? Aza nhân cơ hội này đứng dậy tiếp tục giằng co với Ethan. May mà lúc này cảnh sát đã kịp thời tới hiện trường dẫn cả hai người họ về đồn.
Ara bị bắt vì tội oánh nhau, còn Ethan bị bắt là vì sự cố ở công trường. Trước khi đến đây, Aza đã mang bản báo cáo về an toàn lao động do bố Phi Du viết đến đồn cảnh sát. Bản báo cáo này sẽ chứng minh ông ấy vô tội và nó cũng sẽ trở thành bằng chứng không thể cãi về tội lỗi của Ethan. Công ty là của anh ta, rõ ràng anh ta đã biết công trường có vấn đề về an toàn nhưng vẫn không giải quyết, dẫn đến cái chết thương tâm của hơn 20 công nhân. Nếu không có gì thay đổi, anh ta chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị. Nào ngờ anh ta sớm đã chuẩn bị kế hoạch dự phòng. Anh ta nói với cảnh sát mình không hề biết gì về chuyện này. Tất cả mọi chuyện đều do giám đốc dự án phụ trách. Giám đốc dự án đó đã mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Trước đó Ethan đã đưa cho cô ấy một khoản thù lao thích đáng để khi xảy ra chuyện cô ấy sẽ nhận hết mọi trách nhiệm. Ara tốn bao công sức mới lấy được báo cáo, mặc dù đã cứu được bố Phi Du nhưng không thể khiến Ethan phải đền tội. Nhận được tin anh ta đã được thả, Aza vội vàng gọi cho chị gái Ethan hỏi bước tiếp theo họ sẽ phải làm thế nào, nhưng bây giờ chị gái chỉ lo tìm cách thoát thân, hoàn toàn không nghĩ được gì khác. Cô sợ Ethan biết chuyện mình, đưa bản báo cáo cho Aza liền thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà. Aza mất đi đồng minh, chỉ có thể về nhà trước, nhưng khi anh về đến nhà thì mẹ anh đã được đưa lên xe cấp cứu. Anh không biết chuyện này là như thế nào, vội vàng lái xe đuổi theo tới bệnh viện. Bác sĩ nói mẹ của anh sớm đã không muốn sống nữa. Thì ra lần trước sau khi mẹ đến đồn cảnh sát tự thú bị anh ngăn lại, bà đã lén đổ hết thuốc của mình đi vì bà ấy náy với lương tâm. Để Ara và Phi Du có thể ở bên nhau, bà còn lén đến bệnh viện từ chối chạy thận. Bác sĩ nói tình hình của bà đang rất nghiêm trọng, nếu không chạy thận có thể nguy hiểm tới tính mạng bất cứ lúc nào, nhưng mẹ đã quyết tâm. Bác sĩ có khuyên thế nào đi nữa, bà cũng không chịu. Aza đã rất đau lòng khi biết được sự thật. Anh hỏi mẹ tại sao lại làm như vậy. Người mẹ nói kết hôn với người con không yêu sẽ đau khổ cả đời. Năm xưa bà bị ép chia tay với người mình yêu mới kết hôn với bố Aza, một bước đi sai lầm cả đời không hạnh phúc. Mẹ không muốn Aza cũng dẫm vào vết xe đổ của mình. Nghe những lời mẹ nói, Aza vừa buồn vừa giận. Mẹ nghĩ như vậy đều do bị Ethan uy hiếp. Ngay sau đó, anh đã đến nhà Ethan nói với Bezak chúng ta kết thúc rồi. Trước đó anh ở bên em chỉ vì để cứu mẹ anh. Bây giờ mẹ anh không còn sống được bao nữa nên chuyện tình của chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Bezak hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô còn tưởng Aza đang nói đùa. Ara trực tiếp đi tới túm cổ áo của Ethan tuyên bố thỏa thuận giữa hai người đã bị hủy bỏ. Bây giờ mẹ tôi không sống được bao lâu nữa, vì vậy tôi sẽ không nghe theo sự sắp đặt của anh nữa. Lúc này Bezak mới biết từ trước đến nay Aza ở bên mình đều vì làm theo thỏa thuận với anh trai. Cô yêu cầu anh trai nói ra toàn bộ sự thật. Ethan không còn cách nào khác, chỉ đành mở đoạn video ghi lại cảnh mẹ Aza giết người cho cô ấy xem. Bezak không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Thì ra Ara đã bị Ethan uy hiếp. Thứ cô muốn không chỉ là thân thể Aza mà còn cả trái tim anh ấy nữa. Nhưng cách làm của Ethan đã khiến hai người họ không thể ở bên nhau nữa. Cô trách anh trai tự làm theo ý mình. Ethan nói anh làm như vậy đều là vì em. Em là công chúa được chiều hư trong cái nhà này. Anh chỉ muốn em được hạnh phúc. Bezak không chấp nhận lời giải thích này, cô cho rằng nếu như anh trai không nhúng tay vào chuyện của mình thì cô vẫn có thể dựa vào bản thân giành được trái tim của Aza, nhưng cách làm của anh trai đã đẩy Aza ngày càng xa mình. Cô muốn lấy công chuộc tội liền lấy bằng chứng phạm tội của mẹ Aza trả lại cho anh ấy, dù cho hai người không thể ở bên nhau nữa cô cũng phải lấy được chút thiện cảm cuối cùng trong lòng Ara. Cô đưa USB cho Aza và thay mặt anh trai xin lỗi anh ấy, nói đến quá khứ của hai người Bezak không thể kìm được nước mắt. Em luôn tin chắc hai chúng ta sẽ trở thành người một nhà, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã kết thúc rồi. Ara vô cùng áy náy khi đối diện với Bezak vì bao lâu nay anh đã lừa dối tình cảm cô ấy. Anh hy vọng sau này cô ấy sẽ luôn hạnh phúc, đồng thời anh cũng mong mình có thể thuận lợi quay về bên Phi Du. Anh dự định đợi mẹ hồi phục sẽ theo đuổi lại Phi Du, nào ngờ lại nhận được thông báo của bác sĩ rằng mẹ anh bắt buộc phải làm phẫu thuật ghép thận gấp. Trong nhà chỉ có thận của em trai tương thích với thận của mẹ, nhưng em trai đã đổi ý vào phút chót. Em không muốn hiến thận vì quá nguy hiểm, bác sĩ tìm người khác đi. Em có biết em đang nói gì không? Đây là mẹ của chúng ta đó. Cho dù chỉ có một quả thận cậu vẫn có thể sống bình thường. Tôi không đồng ý. Aza không thể bình tĩnh được nữa, anh vuốt má em trai một cái thật mạnh, em trai thà rời khỏi cái nhà này còn hơn hiến thận cho mẹ. Ara vô cùng thất vọng vì em trai, tình hình của mẹ đang rất nguy kịch, bệnh viện cũng không tìm được thận phù hợp, em gái chỉ đành gọi điện nhờ Bezak giúp đỡ. Vừa nghe thấy mẹ Aza thuộc nhóm máu A, Bezak lập tức vực lại tinh thần vì cô có cùng nhóm máu với bà ấy, nói không chừng thận của cô sẽ tương thích. Sau đó, Bezak âm thầm đến bệnh viện làm kiểm tra, kết quả không nằm ngoài dự đoán. Cô vui mừng nói tin này cho Ara. Aza không ngừng đấu tranh tâm lý vì anh không muốn nợ cô ấy nữa, nhưng hiện tại thực sự không còn cách nào khác. Anh chỉ đành chấp nhận để Bezak hiến thận cho mẹ mình. Lúc này, Aza rơi vào trầm tư. Anh không biết sau này sẽ phải đối diện thế nào với cô ấy. Tuy nhiên, ngay sau đó, Ethan và Phi Du cùng những người khác đã tới đây. Nhìn thấy Ethan nắm tay Phi Du, hơn nữa Phi Du cũng không chống đối. Aza có chút hoang mang, anh không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nhân lúc Ethan đi thăm Bezak, anh vội vàng hỏi Phi Du chuyện này là như thế nào. Phi Du nói mình đã kết hôn với Ethan. Thì ra em gái Phi Du bị chủ nhà lừa vào nhà anh ta. Chủ nhà thấy xung quanh có người liền khóa cửa phòng lại rồi giở trò biến thái với cô gái. Em gái Phi Du sợ hãi không ngừng la hét, cảnh cáo chủ nhà không được làm bậy, nhưng chủ nhà lại nói mình muốn kết hôn với cô ấy. Trước đó anh trai Phi Du hứa sẽ gả em gái cho chủ nhà nhưng sau đó đã nuốt lời. Chủ nhà vẫn nộ chuẩn bị giở trò với em gái Phi Du. Cô em gái sợ hãi muốn thoát khỏi đây nhưng chủ nhà quá khỏe. Trong tình thế cấp bách cô đã làm vỡ lọ hoa, sau đó lấy mảnh vỡ lao vào bụng tên chủ nhà.
Tên chủ nhà ngã trên sofa không lâu sau đã bất động, em gái Phi Ru bật khóc nức nở không biết phải làm thế nào. May mà lúc cô ra ngoài đã nhìn thấy chị gái, thế là cô nhanh chóng nói cho chị biết chuyện mình đã giết người. Bên cạnh Phi Ru còn có Ethan, Ethan thấy vậy lập tức lên lầu kiểm tra tình hình chủ nhà. Khi Phi Ru an ủi em gái xong lên lầu thì chủ nhà đã tắt thở, Ethan nói chủ nhà đã chết rồi, nếu Phi Ru muốn anh có thể giúp cô giải quyết chuyện này. Anh sẽ xử lý hiện trường nhưng anh không chỉ muốn em ở với anh một đêm mà là cả đời. Phi Ru không đồng ý với yêu cầu của Ethan, anh ta là người hại bố mình phải ngồi tù sao cô có thể trở thành người phụ nữ của anh ta được. Cô từ chối sự giúp đỡ của anh ta, nói mình có thể tự xử lý chuyện này nhưng Ethan vừa đi khỏi cô đã bắt đầu lo sợ. Cô đưa em gái về nhà trước, sau khi hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện cô có chút suy sụp. Mặc dù em gái làm vậy để tự vệ nhưng đã giết người thì bắt buộc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Phi Ru không muốn em gái phải ngồi tù, con bé mới vừa tròn 18 tuổi, còn cả tương lai tươi sáng phía trước, từ khi còn bé Phi Ru đã phải tự trông em để bố mẹ đi làm, cô tự tay pha sữa và dỗ em ngủ, tình nghĩa chị em khăng khít như vậy sao cô có thể dương mắt nhìn em mình vào tù. Cô quyết định tự mình xử lý hiện trường vụ án nhưng khi vào nhà chủ nhà mới phát hiện Ethan cũng ở đây, anh ta cảnh cáo Phi Ru tối nay anh là nhân chứng có mặt tại hiện trường, chỉ cần anh tới đồn cảnh sát làm chứng, em gái em sẽ phải đối mặt với mức án 20 năm tù trở lên. Anh ta bắt Phi Ru đưa ra lựa chọn giữa mình và em gái, em muốn em gái mình trở thành hung thủ giết người hay là muốn ở bên anh. Lúc này Phi Ru vô cùng tuyệt vọng, chuyện đã đến nước này cô còn có thể chọn gì nữa. Sau khi xử lý hiện trường, Ethan dẫn Phi Ru tới khách sạn. Phi Ru như một con rối cùng anh ta lên lầu, Ethan mời nhân viên ở cục dân chính tới đây làm thủ tục đăng ký kết hôn cho hai người. Như vậy Phi Ru đã trở thành vợ của anh ta. Aza kích động hỏi cô tại sao lại như vậy vì anh biết rõ Phi Ru rất căm ghét Ethan, anh cũng biết cô ấy vẫn còn yêu anh. Bây giờ hai người sắp được ở bên nhau rồi tại sao cô ấy lại kết hôn với anh ta chứ? Aza bảo Phi Ru cho mình một câu trả lời. Phi Ru không dám nói ra chuyện em gái giết người, cô chỉ có thể nói với Aza em yêu anh ấy, chỉ đơn giản vậy thôi. Câu nói này đã khiến Aza vô cùng đau lòng, anh không muốn níu kéo Phi Ru nữa. Bây giờ chuyện quan trọng nhất anh cần làm là túc trực theo dõi cuộc phẫu thuật ghép thận của mẹ. Dù Phi Ru đã rời xa anh nhưng Bezak luôn tình nguyện ở bên anh. Bezak đã chuẩn bị tinh thần hiến thận cho mẹ Aza, dù người nhà không đồng ý cô vẫn kiên quyết ở lại bệnh viện. Khi chuẩn bị phẫu thuật, bác sĩ đi vào phòng bệnh ngăn cản Bezak không được hiến thận. Cô đã có thai 9 tuần rồi. Đứa bé này đến đúng lúc quá, hai người vừa mới chia tay Bezak đã có con với Aza. Bezak quá vui khi nhận được tin này. Cô nhờ bác sĩ tạm thời đừng nói chuyện này với người khác vì bây giờ cô không biết nên giữ lại đứa bé hay là cứu mẹ Aza. Khi cô đang do dự thì bên phòng bệnh truyền tới tin tức mẹ Aza đang rất nguy kịch, bà ấy lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu, các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu được bà ấy. Ara không thể chấp nhận kết quả này, mẹ bỏ thuốc và từ chối trị liệu vì muốn anh được ở bên Phi Ru nhưng bây giờ Phi Ru đã kết hôn với Ethan, mẹ cũng rời xa anh em họ mãi mãi. Nhìn thấy em gái khóc thảm thiết, Aza trút hết cơn giận trong lòng mình lên người Ethan. Mau dẫn người nhà của anh rời khỏi đây. Phi Ru cũng bị anh đuổi đi vì bây giờ cô đã là vợ của Ethan, không ai ngờ được mọi chuyện lại thành ra thế này. Bezak không nói chuyện mình có thai cho Aza biết, vì cô biết điều anh cần bây giờ là bình tĩnh. Vài ngày sau Ara tổ chức tang lễ cho mẹ, thằng em trai bất hiếu muốn xúc đất lên mồ mẹ nhưng Aza không cho anh ta động tay vào chuyện này, nếu không tại anh ta từ chối hiến thận cho mẹ thì mẹ cũng không mất sớm như vậy. Sau khi mai táng cho mẹ xong, Aza đuổi em trai về, đúng lúc này người bạn nói cho anh một bí mật động trời, thì ra năm đó bố Aza không phải tự mình về mà là bị đàn em của Ethan đưa về, bi kịch của gia đình Aza đều do một tay Ethan gây ra. Biết được sự thật, Aza liền lao tới oánh Ethan một trận. Ethan không chỉ hại chết bố mẹ anh mà còn cướp đi tình yêu của anh. Aza điên cuồng tuyên chiến với Aza, sau này mình sẽ sống để trả thù anh ta, anh sẽ hủy hoại cả gia đình họ, chỉ cần anh còn sống, Ethan đừng hòng được yên thân. Lo hậu sự cho mẹ xong, Aza bắt đầu tiến hành kế hoạch trả thù của mình. Trước hết anh dọn dẹp những món đồ có liên quan tới Phi Ru, sau đó tới tìm chị gái Ethan thuyết phục cô ấy làm đồng minh của mình. Khi Aza bận luôn chân luôn tay thì Ethan cũng không nhàn rỗi, anh báo tin mình và Phi Ru đã kết hôn với mẹ. Người mẹ nghe xong tức không nói nên lời, khó khăn lắm mới đuổi được tên Aza nghèo rớt mùng tơi đi, bây giờ trong nhà lại có thêm con Phi Ru rách dưới. Bà cố ý hết đồ ăn trên bàn để dằn mặt hai người họ. Ethan không quan tâm mẹ có đồng ý hay không vì anh chỉ muốn tuyên bố với mọi người mình đã kết hôn chứ không phải đang hỏi ý kiến của ai cả. Điều kiện kết hôn của Phi Ru là anh ta tuyệt đối không được động vào mình, vì vậy nên Ethan đang dốc hết sức lực để chiếm được tình yêu của cô ấy. Chỉ có như vậy anh mới có được thân thể cô ấy. Để lấy lòng Phi Ru và gia đình vợ, Ethan mua lại nhà của Phi Ru để tặng cho họ. Anh nói với mẹ Phi Ru mình có thể sang tên nhà đất cho bà ấy nhưng bố Phi Ru kiên quyết không nhận. Chúng tôi không cần nhà của anh, chúng tôi sẽ chuyển đi nơi khác. Bây giờ ngay cả tiền thuê nhà chúng ta còn không trả được thì chúng ta có thể đi đâu được chứ? Bố Phi Ru hận Ethan đến thấu xương, anh ta hại bao công nhân mất mạng còn vu oan hãm hại ông phải ngồi tù, ở trong tù ông bị các tù nhân khác đối xử vô nhân đạo, nỗi đau này không thể bù đắp bằng một căn nhà được. Bố vẫn chưa biết Phi Ru đã kết hôn với anh ta, ông đuổi anh ta ra khỏi nhà mình, Ethan không muốn ra về tay không nên khi lên xe đã tặng cho Phi Ru một sợi dây chuyền đá quý. Sợi dây chuyền này rất đắt tiền nhưng đối với Phi Ru mà nói nó còn không bằng hòn đá bình thường cô tặng cho Aza hồi mới yêu.
Sau khi Ethan rời đi thì anh trai Fizu về, anh vừa đến đồn cảnh sát trả lời thẩm vấn về vụ án của chủ nhà cùng những hàng xóm sống xung quanh đây. Anh trai nói với mọi người chủ nhà không mất vì mảnh vỡ lọ hoa mà là do bị gối đè. Fizu nghe xong vô cùng hoang mang, em gái chỉ lao mảnh vỡ lọ hoa vào bụng chủ nhà nhưng nguyên nhân cái chết lại do ngạt thở. Nhớ lại hiện trường xảy ra vụ án hôm đó, khi cô vào phòng thấy Ethan đang cầm cái gối trên tay, thì ra cô đã mắc bẫy của anh ta, em gái không hề giết chết chủ nhà, Ethan muốn có được cô mới cố ý hại chết chủ nhà. Fizu gần như sụp đổ khi biết được sự thật, trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc làm cách nào để có thể tống anh ta vào tù. Cô đến tìm luật sư nhờ giúp đỡ, kể cho luật sư biết những chuyện đã xảy ra nhưng bây giờ cô đã kết hôn với Ethan, luật sư cũng không thể giúp được gì. Ethan giết chủ nhà, anh ta muốn hãm hại em gái tôi. Có ai nhìn thấy không? Có nhân chứng không? Có bằng chứng không? Bây giờ cô ra tòa nói như vậy sẽ rất bất lợi cho cô. Fizu trách bản thân mình quá ngốc, cũng hận Ethan quá nham hiểm và độc ác. Fizu muốn nghĩ cách đối phó với anh ta nhưng khi cô về đến nhà đã bị bố từ mặt, thì ra hôm nay mẹ của Ethan đã tới tìm ông ấy. Bà ta nói chuyện Ethan đã kết hôn với Fizu cho ông ấy. Bố Fizu tức giận đến mức suýt chút nữa lên cơn đau tim. Ethan đã hại chết bao nhiêu người ở công trường còn hại ông phải vào tù. Fizu là đứa con gái ông yêu thương nhất, sao con bé có thể kết hôn với loại người như vậy? Bố không thể tha thứ cho Fizu nên đã đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Mọi người trong nhà không một ai dám đứng ra nói đỡ cho Fizu. Đến cả cô em gái được cô bảo vệ cũng không hiểu tại sao cô ấy kết hôn với Ethan. Fizu không còn nơi nào để đi ngồi khóc nức nở ở ngoài cửa. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô mới đến nhà bạn ở nhờ. Hôm nay là ngày u tối nhất trong cuộc đời cô. Lúc này Aza cũng đang rất buồn. Anh mang hết những món đồ kỷ niệm của hai người đến nơi trước đây họ từng hẹn hò. Anh định tiêu hủy hết toàn bộ nhưng những ký ức trong quá khứ cứ ùa về. Cuối cùng anh bất lực ngồi sụp xuống mặt đất. Hôm sau, đàn em của Ethan gửi thiệp cưới tới nhà Fizu. Hôn lễ của hai người sẽ được tổ chức vào cuối tuần này. Bố Fizu không cho phép bất kỳ ai tới tham dự hôn lễ, nhưng cho dù em gái đã xé nát tấm thiệp, mẹ và vợ chồng anh trai Fizu vẫn quyết định đi. Mẹ muốn đến nhà Ethan lấy lại giấy tờ nhà trước đó bố đã từ chối. Vợ chồng anh trai muốn xem ở đó có gì tốt vơ vét về không. Đến tối, ba người sửa soạn kỹ càng không thèm để ý tới sắc mặt của bố, kiên quyết rời khỏi nhà. Hôm nay là ngày cưới của Fizu, nhà gái không thể không có nổi một người thân như thế được. Nhìn Fizu khoác trên mình bộ váy cưới xinh đẹp gả cho anh trai mình, Bezak đã rất vui. Tuy nhiên lúc này cô vẫn chưa biết chuyện Fizu là bạn gái cũ của Aza, nếu biết chắc giờ này đã không cười nổi rồi. Đám cưới hôm nay có rất nhiều người trong giới thượng lưu xuất hiện. Mẹ Ethan không muốn ở đây vì sợ mất mặt nên đã thu dọn hành lý để chuyển đi. Ethan biết tin lập tức vào phòng ngăn bà ta lại. Nếu mẹ dám đi, con sẽ đến tìm thằng bạn trai của mẹ tính sổ. Con biết không chỉ có một người, mẹ có muốn tin xấu này bị công khai không? Dưới sự uy hiếp của Ethan, bà mẹ chỉ đành xuống lầu tham dự hôn lễ. Fizu hôm nay vô cùng xinh đẹp, cô khoác tay Ethan đi tới chỗ mọi người để nhận lời chúc. Aza cũng tới, tuy nhiên anh không âm thầm chịu đựng mà đi thẳng tới nói cho Ethan biết Fizu là bạn gái cũ của mình. Ethan lộ ra vẻ mặt không lấy làm lạ, anh ta nói với Aza mình đã biết chuyện quá khứ của họ. Anh cũng không quan tâm quá khứ đã diễn ra như thế nào vì dù sao thì bây giờ mình mới là chồng của Fizu. Sau khi tuyên bố chủ quyền, Ethan tươi cười nhìn Bezak đang chúc phúc họ mà không hề phát hiện Fizu đang nắm tay Aza. Fizu và Ara nắm chặt tay nhau, ánh mắt hai người ngày càng kiên định vì tất cả những chuyện xảy ra hôm nay đều là một phần kế hoạch của họ. Vào hôm Fizu bị đuổi ra khỏi nhà, hai người đã gặp lại nhau. Fizu vốn định tới ở nhờ nhà bạn nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn thấy không thể để mọi chuyện tiếp tục tiến triển thế này được. Thế là cô nhờ bạn liên lạc với Aza để biết được anh ấy đang ở đâu. Aza nhìn thấy Fizu đến liền nổi cơn giận, mẹ anh đã phải trả giá bằng cả tính mạng để tác thành cho hai người vậy mà sau khi mẹ qua đời Fizu lại kết hôn với Ethan. Aza không thể chấp nhận chuyện này, anh nói với Fizu mình sẽ không ngốc nghếch yêu cô nữa. Hai người đều bị Ethan hãm hại. Fizu nói cho Ara biết nguyên nhân mình kết hôn với Ethan không phải vì yêu, cũng không phải vì tiền mà là vì Ethan giết người rồi đổ oan cho em gái mình. Fizu đã gỡ bỏ khúc mắc trong lòng Ara. Aza cũng nói ra nguyên nhân năm đó anh ở bên Bezak thực ra cũng là do bị Ethan khống chế. Hai người nói hết những điều mình luôn giấu trong lòng ra rồi ôm chầm lấy nhau. Cả hai quyết định hợp sức đối phó với Ethan nên trước khi cưới Fizu đã kể lại quá khứ cho Ethan để lấy được lòng tin của anh ta. Ethan vốn đã nghi ngờ hai người họ, bây giờ Fizu chủ động thành thật như vậy đương nhiên anh sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Lúc này anh ta vẫn không hề biết tất cả chỉ là âm mưu của Fizu và Ara. Mục đích Fizu chuyển vào nhà Ethan vì muốn tìm thấy bằng chứng có thể lật đổ anh ta. Ethan từng hứa sẽ không động vào Fizu nên Firu đã vịn vào cớ này để hai người ngủ riêng. Ethan ngoan ngoãn rời khỏi phòng Fizu. Fizu lập tức liên lạc với Aza. Họ cho rằng chỉ cần tống Ethan vào tù thì hai người có thể quay về bên nhau mà không hề biết rằng Bezak đã mang thai con của Aza. Để có thể thuận lợi sinh con, Bezak không nói chuyện này cho bất kỳ ai. Cô muốn điều tra quá khứ của Aza, ai ngờ lại điều tra ra quá khứ Aza và Fizu yêu nhau. Cô đau lòng khi biết tình yêu của Aza dành cho Fizu mới là thật. Từ trước tới nay anh ấy chỉ toàn lợi dụng mình. Nhưng cho dù như vậy cô vẫn không nỡ để anh ấy vào tay người khác. Cô bắt đầu lên kế hoạch dùng thủ đoạn để giành lại Aza. Lúc này Fizu và Aza đã có được thứ họ đang cần tìm. Video camera ghi lại có thể chứng minh bố Fizu đã trực tiếp báo cáo vấn đề an toàn ở công trường với Ethan. Chỉ cần giao bằng chứng này cho tòa án, nhất định anh ta sẽ bị phán có tội.
Ara và Fizu căng thẳng đợi đến phiên tòa xét xử để thực hiện kế hoạch hoàn hảo của mình. Aza giao video cho luật sư, thẩm phán xem video trước mặt tất cả mọi người trong phiên tòa. Quả thực bố Fizu và Ethan có đi chung thang máy. Bây giờ đã có chứng cứ rõ ràng Ethan không thể chối cãi được nữa. Thẩm phán lập tức tuyên bố tạm giam anh ta chờ xét xử. Kế hoạch của Aza và Fizu đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chứng kiến Ethan bị đưa lên xe cảnh sát, gương mặt hai người đều lộ ra nụ cười đắc ý. Ethan nhìn thấy cảnh này mới biết mình đã bị mắc bẫy, anh ta thề sẽ trả thù họ. Biến cố này đã khiến Bezak trở tay không kịp. Cô vội vàng gọi cho rất nhiều người cầu cứu, nhưng vì không chịu nổi đả kích này nên ngay sau đó cô đã ngất đi. Bezak suýt chút nữa mất đi đứa con trong bụng. Aza biết chuyện này liền giải thích với Fizu. Anh không hề biết cô ấy đã có thai, em tin anh đi. Anh sẽ trở thành bố của đứa bé nhưng anh sẽ không kết hôn với Bezak. Ara nói nếu Fizu đồng ý, cô ấy có thể cùng anh nuôi dạy đứa bé này. Nhìn trên góc độ tình cảm của hai người, Fizu đã lựa chọn đồng hành cùng anh ấy vì bây giờ Ethan đã bị bắt, giữa hai người cũng không còn trở ngại gì nữa. Bây giờ sức khỏe bé Jack vẫn chưa hồi phục, anh dự định đợi cô ấy khỏe lại sẽ nói chuyện con cái sau. Tuy nhiên vừa rời khỏi phòng bệnh, anh và Fizu đều nhận được cuộc gọi cầu cứu. Em gái Fizu đã xảy ra chuyện, Ethan tố cáo em gái Fizu giết chủ nhà. Anh ta kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra tối hôm đó cho luật sư để luật sư báo chuyện này với cảnh sát. Không lâu sau em gái Fizu đã bị cảnh sát bắt đi, mọi người trong nhà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến khi Fizu tới, mọi người mới biết Fizu kết hôn với Ethan để bảo vệ em gái. Bây giờ Ethan đã bị bắt, đương nhiên anh ta sẽ không bỏ qua cho em gái Fizu. Mọi người nhất thời không biết phải nói gì khi thấy Fizu phải chịu quá nhiều ấm ức, vậy mà trước kia họ lại cho rằng cô ấy ham hư vinh. Cuối cùng bố đã tha thứ cô ấy, ông nói với Fizu bố cảm thấy tự hào về con. Dù bị Ethan kiểm soát, Fizu vẫn nghĩ cách tống anh ta vào tù. Fizu nói với mọi người em gái không phải là hung thủ giết chết chủ nhà. Hung thủ thật sự là Ethan. Cô vốn tưởng chỉ cần nói chuyện này cho cảnh sát là được, nhưng cảnh sát hoàn toàn không tin những lời nói vô căn cứ của cô. Thẩm phán phán quyết em gái phải ngồi tù, em gái sợ hãi đến mức không đứng vững. Fizu vội vàng an ủi em gái mình sẽ nhanh chóng tìm cách cứu em ra, nhưng bây giờ lời khai đang nằm trong tay Ethan, vậy nên cô bắt buộc phải vào tù gặp anh ta để nhờ anh ta thay đổi lời khai. Tuy nhiên khi nhìn thấy bộ dạng hống hách của anh ta, cô đã quên mất mục đích của mình đến đây vì quá giận. Anh sẽ bị nhốt cả đời ở đây, tôi sẽ tự tìm cách để cứu em gái tôi, anh cứ chờ mà xem. Fizu phẫn nộ rời khỏi trại giam. Sau khi nhìn thấy Aza, cô mới nhận ra vừa rồi mình quá kích động, cô đến đây để cứu em gái chứ không phải cãi nhau với Ethan. Aza khuyên cô đi hỏi thăm hàng xóm xung quanh xem, nói không chừng sẽ có người nhìn thấy quá trình xảy ra vụ án hôm đó. Fizu cảm thấy khá đúng, thế là hai người lập tức lái xe về nhà cầu xin mọi người xung quanh giúp đỡ. Fizu hỏi các hàng xóm tối hôm đó có ai nhìn thấy Ethan không. Nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của cô ấy, một hàng xóm thừa nhận mình có nhìn thấy anh ta. Hàng xóm này sống ở nhà đối diện nhà chủ nhà, tối hôm đó bà không chỉ nhìn thấy Ethan mà còn ghi lại toàn bộ quá trình xảy ra vụ án. Hàng xóm vốn định báo cảnh sát nhưng bà biết Ethan là người có quyền có thế nên bà không dám đắc tội với anh ta. Bây giờ anh ta đã vào tù, bà mới dám nói sự thật với cảnh sát. Với những bằng chứng không thể chối cãi, Ethan đã phải nhận thêm một tội danh. Em gái Fizu được trắng án, tất cả mọi người đều rất vui. Lúc này Bezak cũng đã xuất viện. Ara nói với cô ấy mình muốn được ở bên Fizu. Bezak ôm lấy A ra định dùng đứa bé trong bụng để níu kéo anh ấy nhưng Ara rất kiên quyết. Anh sẽ làm bố của đứa bé nhưng chúng ta không thể trở thành vợ chồng. Chúng ta sẽ giống như gia đình đã ly hôn, cùng nhau nuôi dạy con khôn lớn. Còn chưa kết hôn đã phải sống cuộc sống như ly hôn, sao Bezak có thể chấp nhận hiện thực này? Lúc trước mẹ Aza cần người hiến thận, cô không chút do dự đến bệnh viện làm kiểm tra, nhưng bây giờ cô đã hết giá trị lợi dụng. Aza liền lật mặt đòi ở bên Fizu, cô đuổi Aza ra ngoài còn mình ở trong phòng điên cuồng phát tiết cơn giận. Chị gái muốn khuyên cô bình tĩnh lại cũng bị cô đuổi ra ngoài. Bezak đau lòng nói với đứa con trong bụng họ đã bị bỏ rơi, vì quá kích động trên người cô lại bắt đầu chảy máu. Nằm nghỉ qua một đêm phát hiện máu vẫn không ngừng chảy, Bezak hoảng loạn muốn đứng dậy cầu cứu người nhà. Tuy nhiên khi cô vừa đứng dậy đã ngã xuống sàn nhà vì kiệt sức. Lúc này chị gái cô vẫn đang tập yoga, hoàn toàn không biết Bezak đang đứng trên bờ vực của sự sống và cái chết. Aza đang cầm hoa tươi, đến nhà Fizu đợi cô ấy. Hôm nay là ngày xét xử vụ án của Ethan, họ nhất định phải tới xem anh ta bị trừng phạt. Cảnh sát mở video hàng xóm chủ nhà giao nộp cho Ethan xem, bây giờ anh ta không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật nữa. Giây phút bị tuyên phán, anh ta biết mình đã toi đời rồi. Tuy nhiên sau khi ra ngoài, Aza và Fizu vẫn không ngừng khiêu khích Ethan. Hai người nắm chặt tay nhau trước mặt anh ta khiến anh ta nóng mắt. Sau khi rời khỏi tòa án, anh ta lập tức ra hiệu cho đám đàn em đang đợi bên ngoài. Nếu đã bắt buộc phải ngồi tù vậy thì mình sẽ vượt ngục. Đi được nửa đường, đám đàn em của Ethan đã dùng súng khống chế cảnh sát cứu anh ta ra. Ethan muốn trả thù Aza và Fizu, nào ngờ mới đi đến ngã rẽ bọn họ đã bị cảnh sát chặn lại. Thì ra Aza sớm đã đoán ra ý định của anh ta nên đã gọi cảnh sát đến đây canh chừng trước. Ethan bị bắt về đồn cảnh sát, lần này anh ta đã chẳng còn âm mưu nào nữa. Bố mẹ Fizu đã đợi sẵn ở đây để xem kết cục cuối cùng của anh ta và để trả nợ anh ta. Trước đây Ethan mua lại nhà của Fizu, sau đó sang tên giấy tờ nhà đất cho mẹ cô ấy, nhưng người bố nhất quyết không nhận. Ông lấy việc ly hôn ra để đe dọa vợ và nói với bà ấy tổ ấm không phải là một căn nhà mà là mọi người trong nhà luôn sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Dưới sự khuyên ngăn của ông ấy, người mẹ mới đến tù trả lại giấy tờ nhà. Bây giờ họ không nợ Ethan bất kỳ điều gì nữa.
Fizu đã có thể yên tâm kết hôn với Aza. Hai người vui vẻ nhảy múa cùng nhau trong những lời chúc phúc của mọi người mà không hề biết rằng Bezak đang ở bên đường chứng kiến cảnh tượng này. Thời gian trước cô đã mất đi đứa con trong bụng, nếu không nhờ có chị gái đưa cô đến bệnh viện kịp thời thì giờ này đến mạng cô cũng chẳng còn. Vượt qua cửa tử cô đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều, không còn trông đợi vào tình yêu không thuộc về mình nữa vì con của cô đã trả giá cho cô bằng mạng sống của mình. Những ngày sau này cô sẽ không rơi nước mắt vì đàn ông nữa. Tình yêu vốn là thứ xa xỉ, người có được tình yêu sẽ vô cùng hạnh phúc, người không có được nó cũng phải luôn sống vui vẻ. Bộ phim đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã xem hết video. Mọi người muốn mình làm bộ phim nào tiếp theo thì để lại bình luận ở phía dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.